Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu sản phẩm nữa là một cỗ ngai thờ gia tiên siêu to khổng lồ. Thì cỗ ngai thờ này có kích thước là 1 thước 2. Chúng tôi làm với kích thước là 75 nhân 61 và nhân 1m17. Kích thước này chúng tôi làm theo yêu cầu của khách đặt, đó là khách ở Hà Nội. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành cũng muốn kết nối toàn quốc tới tất cả quý khách yêu đồ thờ cúng và thế giới đồ thờ cúng tâm linh, có những cái sản phẩm rất là đa dạng. Thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành cũng đang làm các video clip giới thiệu tất cả các cái sản phẩm để cho quý khách trên toàn quốc tham khảo. Và trong video này chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn đó là một cỗ ngai thờ gia tiên được làm bằng chất liệu gỗ mita. Thì trong clip trước chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều về phần mộc, thì trong video này chúng tôi giới thiệu phần hoàn thiện sơn son thép vàng phủ hoàng kim. Và nhiều người thắc mắc với chúng tôi không biết phủ hoàng kim là gì, chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý khách để cho quý khách không bị lừa đảo rủi ro. Thì phủ hoàng kim đó là chúng tôi phủ bằng một nước sơn Nhật. Thì sơn Nhật đang bán trên thị trường với cái giá thành rất là đắt. Thì khi chúng tôi hoàn thiện được bộ sản phẩm hàng kỹ và lên được bóng bẩy sắc nét như thế này thì giá thành nó cũng có cao hơn thị trường một chút, nhưng nó đảm bảo cái độ bền, độ bóng, độ sáng mịn của vàng. Và đây là vàng Đài Loan, khác với vàng 4 số 9 là vàng mình. Thì vàng 4 số 9 thì như chúng tôi sẽ tính theo giá hiện hành tại thời điểm vàng SJC theo với thế giới, chúng tôi sẽ báo giá. Và quý khách có nhu cầu mua sắm về các cái sản phẩm ngai thờ mẫu mã như thế này, quý khách hãy liên hệ cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết hơn và báo giá cụ thể các cái mẫu mã mà quý khách đang lựa chọn. Chúng tôi cũng làm đơn vị sản xuất trực tiếp không qua trung gian. Trung bình một tháng chúng tôi ra từ 40 đến 50 cỗ ngai như thế này. Hàng mộc chúng tôi bán buôn bán lẻ trên toàn quốc. Và chúng tôi cũng không cần đặt các cái chi nhánh tại các tỉnh vì chúng tôi đổ buôn rất nhiều. Quý khách hãy xem các cái đường nét của chúng tôi thì sẽ nhận ra được, phân biệt được hàng chợ, hàng kỹ. Và đây cũng là một bộ mâm bồng đài nến mà khách hàng đặt, chúng tôi cũng đã hoàn thiện xong. Và bên trên phần mặt mâm bồng là chúng tôi vẽ phượng hoàng và đôi lọ để bình bình hoa. Thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành có nhận trùng tu các cái đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng như cửa võng, ngai thờ, khám thờ. Và trên màn hình các bạn đang xem đây là một bức cửa võng dài 3 mét, chiều sâu xuống là 1m70, được chạm mà long hóa mai, hai đầu chúng tôi chạm mà phượng hoàng, và phía giữa thì chúng tôi chạm hổ phù và bông hoa, hai bên là hai chú long, gọi là long hóa, long hóa trầu vào giữa bông hoa, và phía dưới chúng tôi đục hổ phù, hai đầu là hai chú phượng hoàng, và xung quanh thì chúng tôi chạm các cái cành hoa mai nên gọi là cửa võng long hóa. Chúng tôi nhận đặt hàng online 24 trên 24, quý khách có thể liên hệ cho chúng tôi sớm nhất để đặt hàng. Vì bây giờ đang đi vào thời gian gần đến Tết Dương lịch 2021 và cũng gần đến Tết Nguyên đán thì chúng tôi rất là bận. Quý khách có thể đặt trước để chúng tôi bố trí thời gian. Chúng tôi đang sản xuất rất nhiều các cái mẫu ngai thờ, ngai vách, ngai cột. Quý khách có thể truy cập trên YouTube tìm kiếm ngai thờ Đồ Gỗ Hiền Lành, sẽ hiện ra rất nhiều các sản phẩm cho quý khách tìm kiếm. Và quý khách nên chọn cơ sở uy tín để đặt hàng, tránh lừa đảo rủi ro. Chúng tôi cũng khuyên quý khách hàng nên xem mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi các video clip của chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.